Chào các bạn, hôm nay mình xin gửi tới các bạn năm thế rồng phượng của mình nha. Ngoài ra, ngoài năm cái thế này ra, các bạn có thể di chuyển nó để thay đổi, như là ví dụ lấy con rồng này đi với con phượng khác là nó sẽ tạo ra một thế mới cho các bạn. Nhưng nói chung là nó sẽ chỉ có năm thế chính thôi nha các bạn. Xin mời các bạn coi. Ở trong video đó các bạn, là mình có kèm theo một cái hình mà khi mà mình hoàn thiện, gắn hoàn thiện 100% lên con rồng con phượng đó. Hiện tại cái bộ rồng phượng này nó có tất cả 5 thế nha các bạn. Mình chỉ mới hướng dẫn cho các bạn một thế đầu tiên thôi, để mai mốt khi mà các bạn đã giỏi rồi, các bạn mua phôi của mình về, các bạn cắt ra là các bạn có thể dựng được 5 thế còn lại nha các bạn. Cái combo 5 thế này là 1,5 triệu nha. Còn bạn nào mà mua lẻ thì nó sẽ là 500 ngàn một thế. Thì mình sẽ vẽ lên trên da và mình cắt gọn gàng rồi gửi đến tay các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Cố gắng coi tới cuối video để coi được những chỗ để mua dụng cụ nha.